Bấy giờ, văn thù sư lợi đồng tử có vô lượng Bồ Tát tự tại vây quanh với đại chúng đó như voi chúa quay mình, nhìn các tỳ kheo. Lúc đó các tỳ kheo đảnh lễ chân ngài, chắp tay cung kính bạch rằng, chúng con nay được gặp ngài cung kính lễ bái và hết thảy tất cả những căn lành khác, xin nguyện nhân giả văn thù sư lợi, hòa thượng xá lợi phất thế tôn thích ca mâu ni thầy đều chứng biết như sắc thân của ngài được như vậy âm thanh như vậy tướng tốt như vậy tự tại như vậy nguyện cho chúng con tất cả đều sẽ đắc được đầy đủ Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các tỳ kheo rằng, Tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu mười pháp hướng về đại thừa, thì sớm sẽ vào như lai địa, Hà Huống là Bồ Tát Địa. Những gì là người, đó là tích tập tất cả căn lành, tâm không nhàm mỏi, thấy tất cả chư Phật hầu hạ cúng dường, tâm không nhàm mỏi; cầu tất cả Phật pháp, tâm không nhàm mỏi; tu hành tất cả Ba La Mật, tâm không nhàm mỏi; thành tựu tất cả Bồ Tát Tam Muội, tâm không nhàm mỏi; thứ lớp vào tất cả ba đời, tâm không nhàm mỏi; khắp nghiêm tịnh mười phương cõi Phật tâm không nhà mỏi giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh tâm không nhà mỏi nơi tất cả cõi trong tất cả kiếp thành tựu bồ tát hạnh tâm không nhà mỏi vì thành thục tất cả chúng sinh nên tu hành các ba la mật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi phật thành tựu một lực của như lai như vậy thứ lớp vì thành thục tất cả cõi chúng sinh thành tựu tất cả lực của như lai tâm không nhà mỏi tỳ kheo nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu tin sâu phát mười thứ tâm không nhàm mỏi này thì sẽ nuôi lớn tất cả căn lành xả lìa tất cả các cõi sinh tử vượt qua tất cả giống tánh thế gian chẳng rơi vào bậc thanh văn bích chi phật sinh vào nhà tất cả như lai đủ tất cả bồ tát nguyện học tập tất cả công đức như lai tu hành tất cả các hạnh bồ tát đắc được như lai lực Hàng phục chúng ma và các ngoại đạo cũng diệt trừ tất cả phiền não nhập vào bồ tát địa gần như lai địa. Bấy giờ các tỳ kheo nghe pháp này rồi liền đắc được tam muội tên là vô ngại nhãn thấy tất cả cảnh giới của phật. Vì đắc được tam muội này nên đều thấy mười phương vô lượng vô biên tất cả thế giới chư phật như lai và hết thảy đạo tràng chúng hội của các ngài cũng đều thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi mười phương thế giới đó cũng đều thấy đủ thứ sự khác biệt tất cả thế giới đó cũng đều thấy hết thảy hạt bụi tất cả thế giới đó cũng đều thấy tất cả chúng sinh ở cung điện trong các thế giới đó dùng đủ thứ báu để tra nghiêm và cũng nghe đủ thứ lời nói của chư Phật Như Lai đó diễn nói các pháp văn tử dạy dỗ giải thích thầy đều hiểu rõ cũng quan sát được các căn tâm ưa muốn của tất cả chúng sinh trong thế giới đó